Hay thế nhở. Hoa cài đỏ ướt chim sẽ gặp ông nội và bơm tàu. Một chiến đội đang có thiên hướng tấn công toàn diện sẽ đánh cùng với chiến đội có khả năng kết hợp hài hòa giữa phòng thủ và tấn công em nhé. Thiên vương đào ông nội sẽ đi cùng với Kami bơm tàu, còn võ đang hoa cài đỏ sẽ đi cùng với thiên vương ướt chim. Ướt chim đang gần như đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng rồi, anh sẽ cùng với hoa cài đỏ để xử lý ông nội trước. Trong cái đó thì hoa cài đỏ sẽ có thêm nhiều phương án tấn công về hướng của bơm tàu nữa, rất khó chịu. Một trong hai ác võ đang nhân kiếm hay nhất của server tụi Hiền Trang lúc này, và cây kiếm của hoa cài đỏ sẽ đẹp hơn, 40 tốc và 119 băng sát, một tốc độ lý tưởng và một bức băng sát không thể nào chê được nữa rồi. Tuy nhiên sẽ phải dè chừng bởi đội của ông nội và bơm tàu đang là đội có sự thể hiện phong độ rất cao. Ở mùa đơn đấu của tháng trước, ông nội chính là top 1 anh em ạ. Rất hay. Một tình huống 2 kèm 1 đến từ thành viên màu xanh của hoa cài đỏ và ướt chim. Người ta nói rằng những thứ gì miễn phí trên trời nó chỉ có nước mưa, và thứ hai là ác thiên vương bang màu xanh ở trong trận đấu này. Theo như mình nghĩ thì chiến đội của hoa cài đỏ với chim đang có lợi thế rất nhiều để giành chiến thắng em. Ngay khi mình vừa dứt lời em ơi, tình huống mà họ đã phối hợp với nhau để xử lý xong ác của bơm tàu rồi, và đến bây giờ chỉ còn một mình ác thiên vương bang của ông nội nữa thôi. Khả năng theo kèm đến từ võ đang kiếm hoa cài đỏ là rất tốt anh em ạ. Có lẽ trận đấu bây giờ chỉ còn là yếu tố thủ tục. 2-1 rồi. Có lẽ đây sẽ là những hình ảnh cuối cùng của ông nội em ạ. Tình huống mã thiên vương đao này đã chủ động quay trở lại để tấn công ngược lại, nhưng không thành công nữa rồi. Cả thương và cả nhân kiếm, 2-1 em ạ.